vào đường chờ sẵn đầu vào của bồn lọc. Chúng ta tiến hành khóa các van như trên màn hình. Nước đi xuống phía dưới đáy bồn, thông qua lớp vật liệu lọc, nước đi lên lại và được xả ngược đưa ra ngoài. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến bà con cách vận hành và sử dụng bồn lọc nước tự chế tại nhà. Ở những video trước, bà con đã biết cách tự lắp bồn lọc, tự tính vật liệu lọc và tự mua những thiết bị về để lắp bồn lọc. Bà con có thể truy cập vào kênh để tìm xem lại những video đó. Video hôm nay sẽ tiếp tục đi vào phần chi tiết vận hành và sử dụng luôn. Ở video này, bà con lắp thêm phần phao điện để bơm có thể tự ngắt khi nước đầy, không bị tràn. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu thông số kỹ thuật của bồn lọc nước tự chế, bồn nhựa PVC. Bồn lọc chúng ta mua về là bồn nhựa, chất liệu nhựa nguyên sinh. Các bạn cũng có thể dùng bồn inox hay bồn chất liệu khác cũng được. Tuy nhiên, bồn nhựa thì chúng ta dễ lắp đặt và sử dụng. Bồn inox thì chúng ta thao tác sẽ khó khăn hơn. Và cái nữa là bồn nhựa nó cũng dễ kiếm hơn. Giá nó cũng rẻ hơn. Thể tích bồn tôi đang nói ở đây là bồn lọc 200 lít. Chúng ta cũng có thể lắp bồn lớn hơn hoặc bồn nhỏ hơn, tùy theo cái nhu cầu của các bạn. Bồn lớn thì công suất nó nhiều hơn. Bồn nhỏ thì thể tích ít, cho ra cái lượng nước sử dụng nó sẽ ít hơn. Vì vậy, nếu chúng ta muốn sử dụng ít thì chúng ta làm bồn nhỏ cho nó tiết kiệm được chi phí. Còn ở đây tôi đang nói về bồn 200 lít. Các cái bồn kích thước khác thì cách làm và cách đổ vật liệu nó sẽ tương tự. Bồn này chúng ta vận hành thủ công. Bồn này thì tự chế, vận hành tự động sẽ đấu nối khá phức tạp. Vận hành tự động vẫn được, nhưng chi phí đầu tư sẽ khá cao. Tôi không nói vấn đề sử dụng tự động ở đây. Các bạn có thể vận hành xúc xả thường xuyên bằng cách đảo van. Cái phương thức này thì cũng khá đơn giản, không có gì phức tạp. Các bạn theo dõi kênh để xem video phần 3. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vận hành xúc xả của bồn lọc này luôn. Thường thì chúng ta sẽ xúc xả khoảng 3 ngày một lần hoặc một tuần một lần, tùy theo chất lượng nguồn nước tốt hay xấu. Bồn lọc này chúng ta đổ vật liệu lọc khoảng 60% bồn thôi. Vật liệu lọc tôi tính ra là khoảng 120 lít. Và cái cân nặng của mỗi loại thì nó sẽ dao động khác nhau, tùy theo các bạn chọn cái loại vật liệu nào. Và bồn lọc như thế này chúng ta lắp đặt để sử dụng thì chúng ta sẽ thay mới sau 2 đến 3 năm sử dụng. Vật liệu chúng ta cần thay loại khác. Và cái độ bền của cái bồn lọc này chúng ta có thể sử dụng từ 5 đến 8 năm, tùy theo chúng ta để trong nhà hay ngoài trời. Nếu chúng ta để bên ngoài thì bồn và các cái linh kiện như co tê nhựa nó sẽ bị mục. Do đó cái bồn này chúng ta lắp trong nhà thì sẽ sử dụng được lâu hơn. Và bồn lọc tự chế 200 lít thì chúng ta có thể xử lý được nguồn nước nào? Nguồn nước xử lý như nước giếng khoan, nước sông, nước có tạp chất, nước có kim loại và nước máy có clo. Ngoài ra còn xử lý được những nguồn nước có mùi hôi, mùi tanh trong nước. Đó, các bạn có thể tham khảo để ứng dụng xử lý từng nguồn nước. Công suất thiết kế của bồn lọc này là dao động từ 1.000 tới 1.200 lít trên giờ. Nếu các bạn cần công suất lớn hơn thì chúng ta làm bồn lớn hơn nhé. Và chúng ta chọn bơm vừa công suất thôi. Nếu bơm nhanh quá thì sẽ lọc không kịp. Do đó chúng ta phải làm đúng thiết kế. Cái thiết kế này là tương đối thôi, nó cũng không có một cái chuẩn nào. Các bạn có thể tham khảo thêm. Còn bạn nào có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc cho các bạn. Nếu các bạn có ý kiến đóng góp hay hơn thì cứ để lại ý kiến, chúng tôi sẽ tiếp thu và phát triển ở những video sau. Ứng dụng của bồn lọc này dùng để lọc nước cho sinh hoạt, lọc nước lấy nước tưới cây, tưới lan, tưới vườn hoa và lọc nước dùng để cho chăn nuôi hoặc là nuôi trồng thủy sản, nuôi lươn, nuôi giống và nhiều mục đích khác. Các bạn có thể nghiên cứu và ứng dụng thêm. Tiếp theo là chúng ta đi qua phần xả rửa. Sau khi đổ vật liệu vào xong và lắp xong, chúng ta tiến hành xả ngược bồn lọc trước tiên. Nước từ dưới giếng được bơm lên, cấp vào bồn lọc. Bây giờ tôi sẽ zoom to lên cho các bạn dễ hình dung hơn.
vào đường chờ sẵn đầu vào của bồn lọc. Chúng ta tiến hành khóa các van như trên màn hình. Nước đi xuống phía dưới đáy bồn, thông qua lớp vật liệu lọc, nước đi lên lại và được xả ngược đưa ra ngoài. Phần cặn này sẽ bám trên lớp vật liệu lọc, chúng ta cần tiến hành xả bỏ định kỳ sau một thời gian sử dụng. Nếu mà nước bẩn thì chúng ta xả một tuần một lần, còn nước sạch thì chúng ta có thể để lâu hơn, 2 tuần hoặc 1 tháng một lần cũng được. Nhưng thường thì nước phèn rất là bẩn, cặn đóng rất nhiều. Vì vậy, chúng ta cần tiến hành xả rửa định kỳ. Thời gian xả ngược bồn lọc từ 10 tới 15 phút hoặc lâu hơn. Chúng ta chờ cho đến khi nào thấy đường nước thải bỏ trong là được. Xả ngược xong, chúng ta sẽ khóa van xả ngược lại. Bây giờ chúng ta đi qua phần xả nhanh bồn lọc. Nước cũng từ dưới giếng tiếp tục đi qua đầu vào của bồn lọc. Chúng ta khóa van đi xuống dưới đáy. Nước tiếp tục đi lên, đi qua van trộn khí. Van này có chức năng là trộn oxy với nước. Sắt sẽ tiếp xúc với không khí, kết tủa và bám trên bề mặt của lớp vật liệu lọc. Chúng ta xả ra ngoài sau định kỳ như ở phần xả ngược đầu tiên. Sau đó nước tiếp tục đi xuống dưới đáy thông qua lớp vật liệu lọc. Chúng ta khóa van xả ngược lại, nước đi lên. Và chúng ta khóa van nước sạch, lấy nước sạch vào bồn. Nước xả bỏ sẽ được thải ra ngoài. Nước ở đây là nước xả nhanh nên cặn cũng không nhiều. Thời gian xả sẽ nhanh hơn so với phần xả ngược. Hoặc chúng ta xả cho đến khi nào thấy nước trong là được. Xả nhanh và xả ngược xong, chúng ta sẽ tiến hành lấy nước sạch để sử dụng. Nước cũng tiếp tục được bơm vào thông qua đầu chờ. Đường nước sẽ đi lên giống như ở bước xả nhanh, thông qua van trộn khí. Ngay miệng bồn lọc, chúng ta tiến hành lắp phao điện và canh phao điện sao cho phù hợp, để bơm tự đóng ngắt khi nước đầy và bơm tự chạy khi nước hết. Nước sẽ tiếp tục đi qua lớp vật liệu lọc, nước sạch đi xuống phía dưới, chúng ta khóa van nước thải bỏ. Nước sạch tiếp tục được dẫn qua bồn chứa nước sạch, chúng ta khóa van thải bỏ, lấy nước sạch vào bồn chứa. Tại đây, bồn chứa chúng ta có thể sử dụng bồn 1.000 lít hoặc 2.000 lít, tùy cái nhu cầu chúng ta sử dụng nhiều hay ít. Bồn chứa nước sạch thì chúng ta cũng có thể sử dụng bồn nhựa hoặc bồn inox. Tuy nhiên, bồn lọc thì chúng ta nên sử dụng bồn nhựa để dễ thao tác. Ngay vị trí lấy nước vào của bồn chứa nước sạch, chúng ta gắn một phao cơ. Phao cơ thì các bạn chọn các loại phao đồng hoặc phao như trên màn hình các bạn đang thấy. Phao này có chức năng sẽ tự ngắt nước khi đầy nước vào bồn, hạn chế tình trạng nước bị tràn ra ngoài. Nước sạch tiếp tục được lấy ra sử dụng ở phía dưới đáy bồn và chúng ta nên có van khóa để đóng ngắt bồn khi cần bảo trì và sử dụng sau này. Nước sạch từ đây chúng ta lấy sử dụng cho mục đích sinh hoạt, lấy để bơm cho tưới cây hoặc chúng ta có thể lấy để ăn uống, cấp cho máy lọc nước sạch để uống trực tiếp. Và như vậy là tôi đã chia sẻ đến các bạn cách sử dụng bồn lọc hiệu quả. Nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc có ý kiến đóng góp thì cứ để lại ở một bình luận. Chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc cho quý bà con. Rất cảm ơn quý bà con đã dành thời gian theo dõi video clip. Chúc bà con tiến hành làm lọc nước thành công và có nước sạch để sử dụng. Hẹn gặp lại bà con ở video sau.